Xin chào tất cả các bạn, tôi Nguyễn Văn Bình đến từ Bình Định. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn một video nói về vua Bao Đại, những chức tính tích lịch sử. Ở bên này là phòng làm việc của vua Bao Đại các bạn. Đây là phòng làm việc của vua Bao Đại. Vua Bao Đại là người này. Và những vị bộ trưởng muốn vào đến ý kiến vua thì sẽ được ngồi chờ ở phòng này, gọi là phòng chờ ý kiến vua. Và sau khi được ý kiến vua thì sẽ được vào ở phòng khách. Phòng khách chính như thế này. Mình nói theo cái hướng dẫn của phòng. Phòng khách chính. Đây là phòng khách chính các bạn. Phòng khách chính này có cái hình của nhà vua. Và trên này là hình ảnh của một cái chú bò tót. Rất là tuyệt vời. Dũng mãnh, thể hiện cái uy phong của quốc trưởng Bao Đại. Và nếu là những người thân mật thì được nhà vua mời vào đây. Đây là phòng khách thân mật. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến phòng khánh tiết. Khánh tiết là cái phòng mà chúng ta gọi là phòng họp hội đồng đó các bạn. Phòng này tức là khi nhà vua có việc bàn bạc với các cái cận thần thì sẽ làm việc ở đây, theo như mình nghĩ như vậy. Và đây là hình tượng của vua Bao Đại được đúc bằng đồng. Nhà vua sẽ được ngồi cái ghế này để chủ trì cái cuộc họp nội các, chúng ta gọi là nội các. Và trên này có cái biểu tượng, một cái biểu tượng này là về cảnh rừng núi Tây Nguyên. Và cái biểu tượng thứ hai là biểu tượng của nước Việt Nam của chúng ta. Rất là tuyệt vời. Ở hai bên là ghi chữ là độc lập và thống nhất các bạn. Ghi bằng chữ tiếng Việt chúng ta nhưng mà nhìn có vẻ giống như chữ của người Trung Hoa. Bên trên bản đồ này có cái này gọi là La Bàn. Và hướng này là hướng Bắc các bạn. Đây là La Bàn, ký hiệu La Bàn các bạn. Và cái tác phẩm này của một nhóm sinh viên người Pháp, người ta họ viết vẽ để mà tặng cho nhà vua Bao Đại. Ký hiệu tên của tác phẩm luôn nè các bạn. Đây, một cái nhóm người này ở tại Paris, Huy Bôi ở Paris. Và trên này có các địa danh, chẳng hạn như Hà Nội, Lạng Sơn này thì nó còn có cái biểu tượng này là biểu tượng của Hà Nội. Văn Miếu Quốc Tử Giám, biểu tượng của Hà Nội. Ở Sài Gòn thì có Bến Nhà Rồng, biểu tượng của Bến Nhà Rồng các bạn. Còn ở giữa này là lăng của các cung điện của triều đình Huế tại này các bạn. Và ở đây thì có cái địa danh quê tôi cũng được ghi trên đây là Quy Nhơn này các bạn, Quy Nhơn. Và chúng ta thì đang ở Đà Lạt cũng được ghi ở đây, rất là tuyệt vời. Đây là Đà Lạt các bạn. Đà Lạt được ghi này và đây Quy Nhơn được ghi này. Rất là tuyệt vời. Đây là Nha Trang. Đây các bạn. Rất là tuyệt vời. Đây là những cái chú thích của nhà vua. Phòng khánh tiết. Phòng này dùng để hội họp chiêu đãi yến tiệc cho các hội họp và yến tiệc của nhà vua và của các cận thần nhà vua, các bộ trưởng. Thật là tuyệt vời bạn Nhi. Chào tạm biệt các bạn. Và du khách vẫn liên tục đến đây để mà
tìm hiểu về văn hóa của Việt Nam qua những triều đại. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.